Vâng, xin chào các bác. Thì ngày hôm nay em xin quay trở lại với kênh YouTube của Audio và em sẽ làm một clip hướng dẫn các bác cách mà chúng ta đăng nhập vào trong Wi-Fi. Tức là sẽ đăng nhập cái thiết bị này đồng bộ với Wi-Fi của chúng ta và sau đó là sử dụng công nghệ AirPlay để phát nhạc từ điện thoại sang bộ dàn. Thì đó, trước tiên chúng ta sẽ dùng cái điều khiển. Đây, có cái khiển gì này dùng được. Ở đây sẽ bấm nút setup, các bạn nhìn nhé, đó, nút setup đây, bấm nút setup đó, nó sẽ hiện chữ network setting, chúng ta chọn ấn enter, enter đây, network setting, enter, đó, và network setting chọn ấn vào connection, enter tiếp, đó, để em phải scan lại setup này. Đây. Ô enter sau đó chọn wifi setup đó, chọn scan network nghĩa là gì, chúng ta sẽ đi tìm một cái mạng của nó. Em sẽ làm lại lần nữa cho các bác nhìn rõ nhá. Đầu tiên là ấn này nút setup đó, chọn network setting, network setting, chọn wifi setup, sau đó chọn ấn tiếp enter scan network đó. Thì bây giờ thiết bị cái H176 này nó sẽ search ra những cái wifi ở quanh nhà chúng ta. Thì đây em sẽ đăng nhập một cái wifi của nhà em, kéo xuống tìm cái wifi của nhà mình, đơn giản đúng không ạ? Đó, em tìm wifi nhà em chưa thấy đâu. Đây đây đây, đừng hỏi làm gì. Đây đây là wifi của nhà em nhé, ấn enter vào đó, chúng ta sẽ nhập password cho nó, enter tiếp. Thì ở đây nó có các chế độ, là chế độ chọn chữ A, ở đây là chọn chữ, còn các bác muốn chuyển sang chế độ khác thì ấn ở cái chỗ nút repeat này, có thể khiển nút repeat đó, chữ A nhỏ này, chọn chữ A nhỏ này. Đó, tức là cái mật khẩu mình là chữ A thường sẽ chọn chữ A thường, hoặc chọn số ấn tiếp như thế, đó là số đây. Thì của em mật khẩu là chữ A thường thì em sẽ chọn chữ A thường đây, tức là ký tự thường. À, đây mật khẩu của em. Hơi thông cảm một chút là cái wifi này cho em để mật khẩu nó hơi hơi ngớ ngẩn tí. Cái wifi đừng hỏi làm gì, mật khẩu là ngu đừng hỏi. Đó. Đây, mật khẩu của nhập mật khẩu của mình vào thôi. À, nút lên xuống các bạn nhé. Lên xuống này sẽ chọn cái chế độ cho mật khẩu, tức là chọn cái chữ mật khẩu sang, chọn rồi còn sang là chọn tiếp mà pass này. Đó, đây là mật khẩu ấn lên hoặc ấn xuống này được. Rồi, ok. Sau khi em nhập mật khẩu xong thì em sẽ ok, em đã nhập mật khẩu xong rồi của cái thiết bị của mình. Sau khi nhập xong thì em sẽ ấn nút enter. Enter tiếp để cho nó checking cái mật khẩu của Wi-Fi đó. Thì rất đơn giản thôi, nhưng mà khi mà một cái thiết bị mới như thế này về, các bác nhớ update cái phần mềm lên, update cái phần mềm của thiết bị lên. Sau khi đã nhập xong chúng ta phải update phần mềm lên, chúng ta mới sử dụng được. Có một số cái thì sử dụng luôn. Đây, ok. Như vậy đã vào được wifi, ở đây sẽ có một biểu tượng wifi ở đây, tức là nó không có chữ gạch đỏ, có nghĩa là nó đã vào thành công. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục back ra. Và các bác nhớ nhé, để phát được nhạc ở trên cái máy này thì cái điện thoại của chúng ta cũng phải cùng cùng chung sử dụng chung cái wifi đó. Thì back ra các bác phải xuống back hẳn ra ngoài nhá. Đây. Back hẳn ra và chọn setup lại. Và chọn xuống tiếp để chúng ta update phần mềm cho máy. Đây, update do là cái máy này của em nó đã update rồi, nó ở dưới cùng này, thì
Do đây chúng em không cần phải update nữa. Tuy nhiên các bác update, các bác nhớ là một điều kiện cực kỳ tuyệt đối không được rút điện khi chúng ta đang update máy. Các bác nhớ nhé, update máy HM76 để cho sử dụng phần mềm mới nhất, chúng ta tuyệt đối không được rút điện ra trong khi quá trình update. Và update xong thì sẽ có sự complex hoàn thành, tức là hoàn thành cho sẽ ấn nút khởi động, tắt máy đi, khởi động lại máy là ok. Đó, thì cái video vừa rồi em chỉ xin hướng dẫn các bác là cách sử dụng đăng nhập wifi một cách đơn giản nhất, đó là sử dụng chiếc hiển zin này và có thể đăng nhập vào bất kỳ cái mạng wifi nào các bác mong muốn, và chúng ta có thể phát nhạc trực tiếp từ điện thoại sang bằng AirPlay. Đó là cái phát nhạc cực kỳ đơn giản cũng như là dễ sử dụng. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video hướng dẫn tiếp theo. Và hiện tại bên em sản phẩm này vẫn đang còn, và các bác nào quan tâm thì có thể vào trong fanpage Bường Hợp Audio hoặc số điện thoại của em là 0964 801493, website www.bườnghợpaudio.com các bác nhé.